chú xuống nhà của dì hai ở dưới xã Thạnh Phước. Dì hai có mấy người con bị bệnh tâm thần. Dì hai khỏe hả dì hai? Mà hôm đó con thang máy nằm viện được 3 lần. Rồi. Ngày nay mấy anh em khỏe rồi chứ gì? Đèn bớt dữ lắm. Không. Đèn bớt dữ lắm. Uống thuốc hữu định rồi. Dạ. Còn hai anh kia đâu gì? Anh kia nó đi kiếm cá ăn. Dạ. Anh kia tỉnh hơn anh này hả? Nó tỉnh hơn chút. Dạ. Rồi nó cũng hờ, nó không biết gì hết à. Dạ. Tiền bạc thì không biết. Dạ. Sai đâu thì làm đó vậy đó. Dạ. Anh này đang điều trị. Nhưng ở nhà gì giữ xuống hả? Đâu có Giữ cho đi xuống ra là cho ngoài. ăn với cái miệng kìa, cái Dạ. miệng thôi và lưỡi tệ hại luôn, Dạ. lưỡi nó bị cái gì nó nhiễu mà nó dòng cái rìa dành chút Dạ. không biết bệnh gì cũng kiếm thuốc này kia ra đủ thứ luôn. Dạ. Dạ. Bị tôi bệnh tôi nằm bệnh viện á, rồi Dạ. cái cho nó ta cho tập phê đó, rồi hai nó uống nhiều rồi nó nóng rồi nó bị hành không biết, Dạ. thì cái nó ở nhà cái nó đi tới đi lui nó ngủ nghe không được, nó đi với mấy đứa mấy đứa anh nó kia cả, cái nó nói nó nhà nó nhớ bà ngủ không được, nó đi tới đi lui hoài, còn đêm nó không ngủ nó đi nó về đâu nó bệnh. Dạ. Anh. Anh tên gì? Hiện tại Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? không biết tuổi nữa. Không biết tuổi nữa hả? Dạ Nhiêu tuổi gì hai? nói tuổi tuổi tí Anh này anh cả hả? là tuổi tí mà hàng năm rồi đó, Dạ. không biết là nó là 50 51 52 gì Dạ. Rồi con gửi cho dì hai 20 kg gạo. Phần gạo này của gia đình của cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng. Tại thường họ có con bệnh rồi, không thấy hoàn cảnh của dì hai nhà tới 4 người bệnh lận, thì con gửi 20 kg để dành ăn cái gì hai. cảm ơn mà cô gì Dạ cô Kim Chi. cảm ơn cô Kim Chi, chúc cô Kim Chi khỏe mạnh thì may mắn, dì hai không biết nói gì hơn nữa, Dạ. với dì hai cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ rồi thôi con đi gì hai. Dạ. Cảm ơn Rồi cắt gạo con nha. Rồi em đi nha anh. rồi không biết Dạ. tiền thiệt thôi cái nào nhiêu thì Dạ. chứ họ họ qua đây không có đi dốc Dạ. Thì bệnh nhỏ lớn luôn nhỏ tới lớn luôn, mà. mấy người này là họ nhỏ tới lớn không họ có cơ Dạ. hội, bởi vậy từ hồi mà mấy ổng mà tiếp quản lên là hồi nào cũng hộ nghèo, bây giờ không có cách. Dạ. Rồi con đi gì à, đi anh ừ. Xuống ở đây thả Thành Phước ghé thăm dì hai à, dì khỏe không dì hai? Lúc rồi có đi bán vé số không? Đi không nổi nữa hả? Thì nghỉ luôn hả dì? Con hôm rồi khỏe không? Dạ. Hôm nay dì nhiêu tuổi vậy hai? 5 tuổi ha. Dạ. Bây giờ bệnh này nghỉ bán luôn. Dạ. Dạ con gửi tặng viện phần gạo ha. Dạ. Giờ Vũ ghé nhà của bà Năm ở đây ở xã Thành Phước. Này bà hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi rồi. Nên giờ bệnh có mình nè. Yếu nữa. Rồi có người con rồi bị tai nạn giao thông mất thôi. Cái mã cho mà. Dạ. Bây giờ không ta có còn người con cũng đỡ ha. Có đứa một. Dạ. Bả mua đồ ăn thì bả gửi người ta mua giùm, bả Dạ. đi đâu có nổi. Dạ. Ở đây cũng nhà tình thương nè. Quay đặng biết nhà bà. Sống ở nhà chòm sớm không? Dạ. Dạ. Khỏe Khỏe không gì? Dạ. Rồi, con gửi tặng gì 100.000 với phần gạo, phần quà này là của gia đình cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng. Dạ, cảm ơn.
Dạ. Dạ rồi con đi cái gì? Dạ dạ dạ. Xuống cũng ở đây ở xã Thành Phước. Ghé thăm nhà của dì Hai. Dì Hai khỏe hả dì? Đi té hoài. Dạ. Đi nội xong mới đất bằng này chơi xuống té. Hổm té hết rồi, cái nó sưng cái đầu gối. Dạ. Hổm dài hơi hơi thẳng thẳng uống thuốc hơi thẳng thẳng rồi thôi. Dạ. Giờ cũng đỡ rồi hả gì? Đi chống gậy để ông lum gậy hết trơn ha. Hả? Để gậy đó đang chống đi ha. Hả quên, chỗ nào cũng có gậy cho đi. Dạ, chỗ nào cũng có gậy ha. Đặng gì chống gì đi nó cứng hơn ha. Dạ con gửi tặng gì phần gạo cái gì? Cảm ơn con. Dạ con đi gì. Vũ xuống dưới tới xã Thành Phước ghé thăm dì ba, thì dì bị bệnh tiểu đường. Hôm nào khỏe không dì? Khỏe. Dạ, hôm nào dì bị tiểu đường phải không? Ừ, cái giò bị chặt hay cái giò đi không được hết rồi. Dạ. Nhưng cũng ổn hả dì? Dạ. Giờ nó đi mần hồ rồi, còn thằng đi đi cắt cỏ rồi. Dạ, thì dì ở nhà mình nha. Mình. Hai đứa nhỏ đi học rồi. Dạ. Thì cũng như tháo khớp vậy thì giờ cũng ổn mà đều đi không được lết thôi. Đi không được lết nhiều còn đêm, nó nhức chịu không nổi. Dạ. Nhức cái giò này nhức không. Dạ. Con gửi tặng gì một phần gạo cái gì với 100.000 cái gì cậu ở đâu vậy? Dạ con ở tên Bình Đại á. Phần quà này là của cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng. Dạ. Thì con thường ghé cho gì hoài đó. Mà bị mắt ở nay mù rồi gì không thấy đường hả? Vợ nó mù bây giờ cậu không thấy mắt không thấy phải không? Dạ thì con thường ghé cho gửi gạo cho gì hoài đó. Dạ thôi con đi về nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. Dì Hai khỏe không? Hổng con có ghé đó. Dạ dạ. Nhớ không? Dạ, dạ. Hổng con ghé dì nằm ở trong ghế bố á. Dạ. 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 Nay dì khỏe không? Khỏe. Dạ. Dạ. Khỏe, dạ. Sáng ra trước ngồi chơi ha. Dạ. Con gửi tặng cho dì một phần gạo nha. Dạ, cảm ơn. Dạ phần gạo này là của gia đình của cô Kim Chi ở bên nước Ý á, gửi tặng. Cái này cũng nói cái ơn của cháu nói chuyện chết rồi ạ. Dạ thôi đâu có gì đâu gì. Nhắc hoài. Dạ nói có anh chú cho gạo tháng nay không có sao cái nhắc nữa. Dạ dạ rồi thôi gì nghỉ khỏe nghe con đi nha. Dạ. Xuống đây xã Thành Phước ghé thăm nhà chị Tho, chị được nhà nước mới cho căn nhà tình thương rất là đẹp luôn. Hôm nay khỏe hả chị? Rồi. Rồi em gửi tặng phần gạo nha. Dạ. Rồi rồi. Vũ ghé chỗ nhà của chị Mười. Chị ở đây cũng ở nhà tình thương nè. Chị khỏe chị? Khỏe. Dạ. Cũng bình thường vậy đó. Dạ. Gửi tặng chị phần gạo nha chị. Cảm ơn cũng mạnh thương của anh Vũ ha. Dạ. Không biết nói gì hơn thì thôi cảm ơn chị. Dạ cảm ơn được rồi. Dạ. Ở nhà chị làm vỏ hạt điều hả? Lãnh hạt đào về mà lột cậy đó. Mẹ con đầu với nhỏ này nè. Dạ. Mấy mẹ con hồng vô lãnh hai bịch về lột xong hết đi giao cái mình cái tiếp. Dạ. Làm bữa về được nhiêu ký vậy? Đông lắm. 4-5 người rồi chị em cô bác cũng hơi cũng nói là mà như một bịch vậy làm 3 ngày 20 ký á. Mình làm vậy là chia ra ha. Chia ra. À. Là cái này có 5.000 không phải ký à. Dạ. Đó là giờ để trong trỏng. Dạ rồi thôi em đi chị. Rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn ha. Dạ dạ. Cố gắng ở đây nhà của ông chú. Chào chị. Ông bị bệnh tâm thần. Dạ. Ba được á. Dạ, rồi đi chợ về ghé cho ông bánh á hả? Dạ. Nhà chị gần đây không? Ở Đà Sóc. Dạ. Này cũng bị tâm thần. Ở nhà đây là nhà của ngân hàng Việt Tinh Băng tặng. Gửi chú nha.
Dạ, thôi đem vô nhà nha chú. Dạ. Đây. Đây, vô đẩy cửa vô, đẩy cửa vô. Rồi. Rồi đem dẹp đi chú, đem dẹp đi. Không biết ông có nấu cơm ăn không nữa. Thấy nhà trống lỏng rồi. Có giường ngủ không? Có nấu cơm ăn không chú? Có nấu không? Dạ. Cũng như gửi gạo nấu giùm phải không? Dạ. Dạ rồi con đi chú ơi. Gửi gạo cho người bà con nấu giùm. Dạ. Vũ ghé nhà của chú Tư ở đây là ở xã Thịnh Phước. Hoàn cảnh chú khó khăn là chú bị bệnh gút. Chú Tư khỏe không chú? Khỏe. Chứ. Hôm nay bệnh ổn không chú? Bệnh giờ nó bể bên đây nữa. Dạ. Yeah. Chú Tư ở đây có mình hả chú? À. Lúc rồi bệnh về đâu đi làm gì hả? Không. Dạ. Yeah. Chú không làm gì. Dạ, chú bị bệnh này lâu chưa? Từ hồi phát tới giờ là mười mấy năm rồi. Dạ. Mỗi ngày ra là 7-8 năm thôi. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi. Dạ. Rồi hồi trước chú còn khỏe làm gì chú Tư? Hồi trước thì cũng mần mướn. Dạ. Hồi trước có gia đình không? Có. Thì giờ cũng có mà vợ thì về vợ mất thì không có ở đây. Dạ. Vợ trên Bến Tre. Dạ. Con gửi tặng chú 100.000 chú với phần gạo nha. Cảm ơn. Dạ. Phần gạo này của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng chú. Dạ. Cảm ơn gửi lời thăm đỗ nha. Dạ dạ. Chú cảm ơn. Dạ. Vũ xuống đây là nhà của dì Tư, ở đây là ở xã Thạnh Phước nha các bạn. Dì ở đây là ở nhà tình thương. Không nghe hả dì? Hả? Dì khỏe không? Khỏe, mà bị vỡ tai điếc là dì con mắt mờ, không thấy rõ. Dạ. Hả? Vinh ở đâu? Dạ con ở tên chợ đó. Trên Bình Đại mà khúc nào? Ở gần ủy ban thị trấn hả dì? Như vậy là gần ủy ban thị trấn, gần nhà của... Có sư Phượng không? Dạ cũng gần gần đó. Hả? Gần. Vậy hả? Dạ. Từ ngày tôi bệnh tới nay không gặp bà để đi lên tỉnh hoài mà không gặp. Dạ. Thì cảm ơn anh cậu. Dạ. Thì hỏi cho biết thì cầu chú thầy độ cho lấy. Dạ. Dì bị vậy thì nay bao lâu rồi? Thì cũng gần 3 tháng rồi, vài bữa nữa đây đi khám là 3 tháng. Dạ. Nó nói tại vì con nhỏ này làm như nó chạy xe mà nó không có dòm đằng trước. Dạ. Chứ phải dòm đằng trước là nó không có đụng. Vì dạ. Ba vừa xong trong nhà đủ, vì ba ngồi uống nước, vì ba nói thôi, vì ba về. Cái bắt đầu vậy ba giờ dẫn xe đây ra cái lỗ gì thì ba mới gác giò lên trên, cái giò này còn chọt chọt anh cha nó đẩy tới nghe cái đụng thì thấy mẹ con nó nằm đó là chết. Cái thì gãy giò gì ba rừng điều tội nghiệp con nhỏ đó đấy, trời bả ngồi lên xe mà bả nói bả gãy giò cả tới chừng mà dì ba buông xe xuống cái nó mẹ ơi dì ba gãy giò thiệt rồi nó chạy rồi. Yeah. Hai người đó chạy lại nơi dì ba, còn con nhỏ kia lại nơi cái giò, con nhỏ nọ là nơi chiếc xe. Dì ở đây có mình hả dì ba? Hả? Dì ở đây có mình hả? Có bà ở đây có mình luôn, thằng đó nó hồi đó là cho nó ra riêng dì ba đi làm mới được. Dạ. Chúng dạ. Dì ba đi làm thì mới từ ngày cất cái nhà về đây thì dì ba đi lấy đi lui bằng ngày vậy như bằng đêm ở chung vậy như ngày dì ba mang, mà từ ngày dì ba bệnh như dì ba gãy vô ở chung nó nuôi suốt luôn mà ba hát đây. Dạ. Con gửi tặng gì? Gửi viện 100 mà ha, mua thuốc uống ha. Mua đồ, mua sữa uống. Rồi, con gửi viện phần gạo luôn. Phần quà này là của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng ha. Cảm ơn. Dạ. Rồi con đi cái gì? Dạ dạ. Giờ Vũ đang ở dưới xã Thạnh Phước. Đang ra ngoài đường lộ lớn, thấy bà dì này lụm da chai nè. Vũ gửi cho bà dì một phần. Thank you.
Khỏe không gì? Sáng giờ đi lụm được nhiêu đó hả gì? Nè con gửi tặng gì một phần gạo nè. Dì ôm về được không? Dạ. Trên cái bịch mũ á. Trên bịch mũ bỏ vô hả? Bỏ vô chung với cái bịch đó đó. Đó. Bỏ vô vậy thì mang đi được không? Để Vũ hỗ trợ bỏ vô cho dì. Bao gạo vô với đồ da chai của dì luôn rồi. Nhà dì còn xa không? Dạ dạ. Đâu có biết nhà, phải biết nhà Vũ ghé gửi. Chắc nhà chị thôi đừng hẻm mình vô á. Không biết. Chắc nhà chị thôi bắn thuốc á. Dạ dạ dạ. Chắc nhà chị thôi bắn thuốc, còn đừng hẻm mình vô chút nữa. Dạ dạ. Dạ. Rồi mai mốt biết rồi con ghé. Nói không? Tại vì thường ngày gì đi rồi gì cũng quen. Cũng quen làm. Thường ngày đi vác da chai vậy cũng quen rồi. Giờ Vũ ghé ngay chỗ chú Năm bán vé số. Chú Năm hoàn cảnh khó khăn rồi, sống có mình rồi, không có vợ con gì hết đâu. Sống ở nhà trọ Thảo Minh. Có bữa thì chú đi bán, còn có bữa nào quải quá thì nó là ngồi ở ngay trước cửa ngân hàng bán chứ không có đi. Bán được không chú Tư? Đi không nổi giờ ngồi để bán hả? Còn nhiều không chú? Còn nhiều lắm chú. Dạ. Từ sáng giờ. Từ sáng giờ bán không hết hả? Từ sáng giờ ngồi 6 giờ. Mỗi cháu mua cào, cào bán nước nữa. Dạ. Bà con có đi ngang ở chỗ ngân hàng, ở chỗ quán cà phê Thanh Thanh là ghé mua giùm cho chú. Ủng hộ. Rồi gửi tặng chú bịch gạo anh chú. Dạ. Vũ gặp thím Tư Ron. Sáng giờ bán được không thím? Dạ. Còn nhiêu đó hết hả? Ế nhiêu đó hả? Rồi con gửi tặng thím bịch gạo nha. Dạ. Hôm nay ông chú ông không có ngồi bán đẳng hả? Không ngồi đẳng mà. Ông đi đâu rồi? Nãy con mới ghé không có. Dạ, vậy ông đi đâu rồi? Chạy về cổng rồi. Rồi con gửi tặng thím bịch gạo. Dạ. Chú Tư Ron nè, trước giữ xe đạp ngoài chợ đó. Bây giờ lớn tuổi rồi, hai ông bà bệnh hết rồi. Đi bán vé số sống. Được thêm. Dạ dạ. Ấy chống lên. Đứng cũng bệnh đi rung 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 rung. Xã Đại Hòa Lộc ghé thăm dì Sáu, rồi vì hoàn cảnh khó khăn dì sống mình ở đây nè. Con cho gạo rồi dì Sáu ơi. Con Vũ á, đây 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 bao gạo đây. Rồi con gửi tặng dì bao gạo nha. Vũ con ai nói cho Sáu biết, mình Sáu già cả rồi Sáu không. Đây con thường ghé cho gạo á dì Sáu. Để hả? Dạ. Cái này con đây. Dạ cái này là của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng con đi cho giùm. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy thì sao cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Nha. Mà chúc cho gia đình và chồng con cái được nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. À. Rồi con đi gì sao ha? À, thôi vậy thì sao cảm ơn con nhiều lắm. Rồi. Ghé chỗ chú Ba ở đây cũng ở xã Đại Hòa Lộc, chú bị bệnh tâm thần.
Có chú ở nhà ăn thêm. Dạ. Đây con gửi tặng bịch gạo. Dạ. Chú bị là nay bao nhiêu năm rồi thế? Nay năm 31 đó à. Là năm 67 rồi đó. Dạ, ba mấy năm. Ba mấy năm rồi. Dạ. Này không có đi trị nha thím. Thì không có. Dạ. Nên là thương bỏ tới anh lấy cũng còn hơi hơi mà tao không có chết à. Dạ. Thì thành nên em mới ông về. Dạ. Mấy ngày thì nó mua lá đồ hai mấy anh em cũng thật bị chậm. Dạ. Cho anh không. Dạ lấy ghế cho con để bịch gạo á. Rồi. Rồi con gửi tặng bịch gạo thôi. Dạ. Rồi con đi nha. Dạ dạ. Ôi, chú là không thấy đường luôn hả thím? Đường luôn á. Giờ mò không à. Trời ơi. Ừ. Bây giờ thím đã thím bệnh tim. Gặp ổng vậy cực cũng chết. Dạ. Bưng ra cái chỗ rồi thấy đút. Rồi khi tắm nó thì lấy quần áo sẵn. Không đâu thấy đường. Dạ. Thấy gỗ mình lo. Ở đây gia đình mình cũng hộ nghèo hết. Hộ nghèo từ hồi đó giờ từ hồi bệnh giờ đó, ba mấy năm. Ba mấy năm luôn. Ừ, mấy năm luôn. Dạ. Lúc mà lãnh 45 ngàn tới giờ. Dạ. Thôi con đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Vũ ghé nhà của dì hai, vì hoàn cảnh khó khăn sống có mình đây. Đây là nhà của mái ấm tình thương. Dì khỏe hả dì? Lúc này còn làm võ hạt điều không? Cũng làm mà nay học đạo chưa có về. Dạ. Hả ra hết bệnh chưa? Cũng còn đau nhất rồi, sống của mình mà đau nhất rồi mà học đạo lê lất rồi sống qua ngày vậy đó. Dạ. Rồi con gửi tặng gì bịch gạo ha. Dạ, phần quà này là của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ. Chúc chú cũng khỏe ha. Dạ rồi, cảm ơn dì. Đây ấp Bình Quê 1 của xã Đại Hòa Lộc, ghé anh Hải bán vé số. Anh là bị khuyết tật. Anh khỏe không? Khỏe. Hôm nay có bán số không? Có. Bán đỡ không anh? Bán cũng đỡ. Dạ, bán buổi hay bán nguyên ngày? Bán buổi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Anh bị khuyết tật này nhỏ lớn luôn hả anh Hải? Hồi nhỏ lớn. Dạ, rồi gửi tặng anh phần quà 10 ký gạo, quà này của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng ha. Ừ, cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ rồi. Vũ vô nhà của chú Hai ở ấp Bình Quỳ 1, xã Đại Hòa Lộc. Hôm nay chú khỏe không thím? Cũng đi chợ cũng vậy, chú rồi 2 giờ nay chỉ tê đi trong cái này. Dạ. Chú bị bệnh cũng nặng, chú nằm nay cũng lâu. 6 lần rồi giờ ăn miếng uống. Mỗi 6 lần hả? 6 lần rồi giờ một giả rồi ăn có miếng cháo gì. Thức dạ. Nằm vậy đâu có cái giường đâu đó tải chiếu nằm vậy bắt quạt rồi suốt. Dạ. Rồi con gửi tặng cho chú với thím 10 ký gạo ha. Gạo này của gia đình cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng thôi thím. Dạ, khổ quá, khổ gì mua rước ngoài, mua ống đi cầu, ống tiểu này rước họ qua 2 nữa. Dạ. Rước họ đi chút ống đi cầu cũng mua cái gì cũng mua. Dạ. Không, cái gì. Dạ, rồi. Khổ quá gì. Mấy cô với chú ở nước ngoài ơn cứu giùm chồng bây giờ cho chú của mình quân kệ uống chữa ít rồi nhiều giờ hết lo nổi rồi họ chạy bác sĩ chạy rồi giờ về đây vậy thì giờ chị mang ống mang về chịu nằm vậy đó đâu có chiếu nằm vậy đâu có giường gì nằm vậy đó giờ nằm vậy cực ổng vậy đó bằng ngày còn tụi nó kêu bà ăn uống đi bằng đêm nằm vậy đó thì đổ nước tiểu cho bằng đêm đổ ba uống giá ba giá bị ăn cháo giờ ăn có miếng mà chữa uống đâu có được giờ vậy giờ nằm vậy giờ ông mỏi ra cuộc giả giờ mổ 6 lần rồi bác sĩ nó giờ không còn rồi tôi mới hồi giờ bác sĩ cứu giùm chồng tôi có gì thì tôi đem về chứ không có mắc rồi thì bác sĩ nói vậy thì ấy cái bác sĩ nó chạy luôn bánh te con chạy rồi giờ đâu lường nào đâu đi nữa thì luôn hả mệt á thì ấy oxy đi sáng ngủ đâu được chứ cái phổi nó qua không ngồi không ngồi vậy vậy nó nặng toàn thân luôn nói chú nói mấy chú nước ngoài làm ơn cứu dùng ổng dùng được cả giờ ngày nào hay ngày nấy bác sĩ mới nói vậy nè tôi nói tại giá cho ông khỏe cái bác sĩ nó khỏe gì nổi người khỏe ngày nào hay ngày nấy chứ khỏe gì nổi khỏe sáng lâu mình lâu rồi vậy ở nhà tận thân á mấy cô mấy chú ở ngoài làm ơn với anh mấy chị cứu dùng chồng tôi tên Phạm Văn Cường đó ổng năm nay 65 tuổi mà
ông bệnh 51 tuổi đi mà ông té thì tới giờ khổ quá khổ yeah. Ai cũng biểu đi sao mà ông ấy quay ông lên ấy, thì giờ ông góp được cho mình có mình tôi đâu có bằng được chú bây giờ hay làm một đầu cái bắt đầu làm cái ông vậy rồi đi rồi không bắt đầu một đầu sao rồi không có làm vậy sao ở nhà yeah. Tới lui vậy à thì con thì nghèo đi con à. Yeah. Mấy đứa cháu thì nó ở gần đây đó thì hả đêm hôm thì nó phụ chứ có ai đâu hai ông bà ở vậy đó yeah. Nó coi nhà nước đó nhà dưới chú thấy không. Dạ rồi rồi thế có gì nói con đi thế mày dạ 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 thì nãy giờ thím cũng đã nói rồi dạ nãy giờ thím cũng đã nói rồi nếu mà cô chú Mạnh Thường Quân mà có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ dạ 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 rồi dạ 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 rồi rồi để con đi dạ 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 giờ Vũ ghé thăm ông bà ba ở đây là ở ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc. Dạ chào bà ba. Khỏe hả bà? Dạ. Dạ. Dạ để con gửi tặng bà bịch gạo. Dạ. Dạ con tên Vũ, con thường ghé cho. Ông ba cũng khỏe hả bà? Nằm chỗ nhưng mà cũng khỏe không? Ăn uống được không? Dạ. Đái cũng nằm chỗ dạ. Năm nay chín mấy tuổi hả bà? Mấy dạ. Bà ba cũng chín mấy luôn hả? Mấy dạ, rồi con gửi tặng cho ông bà phần gạo ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ, rồi thôi bà nghỉ con đi nha. Vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm chú Bảy. À, chú Bảy khỏe hả chú Bảy? Dạ được rồi. Chú bị bệnh lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, giờ nằm chỗ hả chú? Nằm chỗ. Dạ, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ, 27 tuổi rồi. Dạ, à, chú bị sao chú? Dạ, dạ thôi con gửi tặng bịch gạo. Dạ. Dạ. Rồi chú nằm nghỉ đi. Dạ, con gửi tặng bịch gạo con chú. Dạ. Dạ rồi. Gia đình cũng cảm ơn mà Mạnh Thường Quân với thầy chú. Dạ. Thầy Mạnh Thường Quân cũng được dồi dào sức khỏe. Dạ. Tại khổ rồi chú vậy đó rồi giờ đi mặn hai chỗ nhà nuôi ổng không đâu có đi mặn. Dạ. Bây giờ nhờ xin vậy đó ăn mà được không dám đi xin đâu cơ á. Dạ. Nghe con biết rồi mai mốt có gì con ghé. Dạ. Dạ. Chú có gì chú giúp đỡ giùm cho chú. Dạ. Phần quà này là của gia đình của cô Kim Chi ở bên nước Ý á. Dạ. Dạ, thì gửi về 100 phần thì con chở đi vòng vòng phát cho bà con vậy đó. Dạ, thôi dạ tôi cũng gửi lại thăm cô Kim Chi. Dạ dạ. 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 Thôi ráng cố gắng nha chú ơi. Dạ. Dạ. Bây giờ cũng đang uống thuốc điều trị hả thím? Ờ, cũng uống thuốc điều trị. Dạ. Bây giờ mổ ở đây nè, lấy nước tiểu ra giờ mang cái dậy thuốc đó chứ không. Dạ dạ. Bởi vì cái khối u nó nằm dưới cái bàng quang rồi giờ không mổ được hả mổ vì cái cọng dây kinh nó chạm dây kinh rồi sợ bị bệnh yeah. Rồi giờ không dám mổ dạ yeah. Để vậy đó mang trước dạ 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 rồi con đi thêm dạ dạ cảm ơn chị dạ dạ giờ chủ ghé vô nhà của anh Thiệt dạ anh chào thím dạ hôm nay anh cũng khỏe hả cũng về mệt suốt vậy dạ dạ con gửi tặng phần gạo thím dạ dạ anh đang bị bệnh anh đang mệt đang chạy oxy rồi rồi thôi con đi dạ Vũ ghé nhà của dì Mười ở đây ở ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc. Dì Mười khỏe không hết bệnh chưa cũng khỏe ở nhà không mà không đi ra khỏi nhà dạ. mấy đứa cha cũng đi nha dạ nó cho gạo ăn không dạ. Ê. Rồi dì bệnh dì bên não dạ bỏ ổng bỏ mấy đứa con nó bỏ nhà ra đi mấy đứa con đi kiếm dạ năm đứa mà nó đi kiếm dạ yeah. Rồi con gửi tặng dì phần gạo ha dạ yeah. Yeah, rồi Vũ vô đây là ấp Bình Quề 2 xã Đại Hòa Lộc rồi vô ghé thăm anh Mười à. Anh Mười khỏe hả dạ khỏe anh Mười với chị Mười là hai ông bà khiếm thị
không thấy đường. Dạ. Rồi em rồi anh. Dạ được rồi. Lúc này có đi mò không anh? Dạ cũng ít anh ơi. Mùa dạ. Năm nay không có cá mắm tôm. Dạ. Đi mò thì nhờ người ta dẫn lại dạ. Tới xong rồi mò hả? Dạ đúng rồi. Hay dữ người ta. Người ta dẫn tới đó mình mò rồi chừng nào về người ta dẫn về. Dạ. Anh bị khiếm thị nhỏ lớn luôn hả? Nhỏ lớn rồi. Dạ, con chị cũng vậy luôn hả? Dạ. 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 Chị quê ở đâu? Dạ, quê Bình Thới. Còn anh Mười là quê tại đây luôn. Dạ, tại đây hả? Dạ. Rồi em gửi tặng anh chị bịch gạo ha. Dạ. Phần gạo này của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng ha. Dạ, em gửi lại, em cảm ơn nhiều anh ơi. Dạ. Cảm ơn anh ơi. Dạ rồi, em dạ. Đi anh chị ơi. Dạ, dạ, dạ. 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 Vũ ghé thăm dì Năm, nhà ở đây là ấp Bình Quề 2, xã Đại Hòa Lộc. Dì Năm khỏe hả? Ừ, khỏe. Dạ. Bệnh cũng nay cũng 2 tháng rồi. Dạ, hôm nay đỡ chưa về, đi tới luôn được chưa? Được, chống cây đi tới. Chống gậy đi ha. Chứ một lần nằm chỗ. Dạ, mấy lần trước con ghé dì đang bệnh. Rồi con gửi tặng dì phần gạo ha. Gạo này của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng. Dạ. Vậy là nay cho gạo hả? Dạ, nay gửi cho gạo. Dạ. Rồi con đi gì? Dạ. Dạ. Vũ vô đây là ấp Bình Quề 2 của xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm nhà của anh Sơn. Anh hoàn cảnh khó khăn, anh ở đây là nhà tình thương. Mà có đứa bé con anh là nó bị bệnh bên chất độc da cam, nó không biết gì á. Chào chị. Ủa năm nay bé này nhiêu tuổi chị? Nó còn 6, 7 tuổi rồi. Dạ. Mà không biết gì hả? 20, gần 20 tuổi rồi đó. 20 tuổi rồi đó, không biết gì đó. Để bịch gạo lên cái ghế đá giùm em đi. Để cho anh chị có mấy người con? Dạ, có mình đó, đó. Có mình đó hả? Dạ, mình đó đó. Chú chào con tên gì? Tên gì nói? Nghe không được nè. Tên gì chứ con? Tên gì? Kiều Dân hả? Nó nghe không được. Lúc rồi anh chị có đi làm không? Nó là thất nghiệp ha. Thất nghiệp. Nó làm hồ phải không? Hôm nay nhà người ta làm ít quá ha anh. Ít quá rồi không có đi làm. Dạ. Bây giờ có kiếm công việc gì khác làm không? Con lúa ở đâu? Dùng mình giờ còn lúa không làm? Dạ. Rồi em gửi tặng cho gia đình bịch gạo ha. Dạ phần gạo này là của gia đình cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng. Rồi em đi chị. Rồi em đi anh ơi. Vũ vô đây là ấp Bình Quề 2 của xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm nhà chú Năm Hài. Chú là ở đây là nhà máy ấm tuổi già. Chú thì bị tai biến nằm chỗ, rồi có người con bệnh mới vừa mất, thì thím cũng bị bệnh luôn. Cô chú bệnh nặng quá mới mất nay chừng mấy tháng rồi các bạn. Khỏe thế nào? Ừ, giống mặt hôm qua thờ tôi té nhà ngoài kia tưởng là tôi chết. Dạ. Kê, đi. Nói với bác sĩ lại vô nước biển này, nhưng giờ nó đỡ đỡ được. Rồi thôi giống mặt thì nằm đi để hồi té à. Giống mặt quá trời. Dạ dạ anh nằm đi. Ngồi đi. Bây giờ chú với thím ở có mình vậy hả? Dạ có hai chồng, chú vô lần nào thấy có ai đâu. Dạ. Rồi chú giờ bệnh nằm chỗ. Dạ thôi thím nghỉ đi. Thôi con đi, con gửi tặng phần gạo gia đình của cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng thím. Dạ thím nghỉ đi, nằm nghỉ đi để chóng mặt đứng té. Dạ. Dạ dạ. Giờ Vũ vô nhà của dì Hai. Dì Hai ở đây là ấp Bình Quề 2, xã Đại Hòa Lộc. Dì ở đây là nhà tình thương. Dì Hai hoàn cảnh khó khăn. Đó là dì Hai lớn tuổi rồi, hàng ngày lúc trước là dì Hai đi bán chuối, bán rau. Mà anh giờ bệnh rồi không có đi nổi. Rồi dì Hai có người con cưới vợ xong rồi là con dâu của dì Hai đó là bị bệnh nặng rồi mất. Rồi là để lại hai đứa con sanh đôi, dì Hai phụ nuôi. Rồi anh Duyên con của dì Hai hổng hổng ai lóc sấy thì sập cái nhà làm sao, bị gãy cái cột sống luôn. Hiện giờ hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Vũ nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xem xét có giúp đỡ được giùm cho gia đình dì Hai. Dì Hai khỏe không? Dì Hai không được khỏe. Không
được khỏe nay. Dì hai nằm chết bữa gần 16 rồi tỉnh lại nay tới nay. Rồi. Em mất rồi tỉnh lại hả? Cũng như mê quá tới 30-40 độ gì không biết không ai chết không ai. Tệ hết cái rồi chẳng ơi về nằm đây rồi sao từ từ rồi. Trời nuôi gì hai đứa nhỏ đó. Dạ. Sống mà phụ nó. Dạ. Rồi mấy đứa gà gì hai tỉnh trong vậy tới luôn vậy. Dạ. Nè. Thôi gì hai lại vừa ngồi nghỉ cho khỏe đi đừng đứng. Dạ. Lại vừa ngồi đi. Dạ. Con gửi tặng cho dì hai 20 kg gạo, phần quà này là của gia đình của cô Kim Chi ở nước Ý gửi tặng. Dạ. Dì hai rất cảm ơn, chứ giờ dì hai cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Trước thì dì hai cảm ơn Vũ vô đây. Dạ. Chào và cảm ơn gia đình, chị em, cô bác ở ngoài nói chung hết trơn. Dạ. Mạnh khỏe. Mặn có chút xíu vậy cho dì hai của ít làm nhiều. Dạ. Dì hai rất cảm ơn. Dạ. Dì lại vừa ngồi đi. Tại cho mỗi người có một phần. Tại con thấy giờ á, dì hai bệnh rồi. Anh Duyên á, là lúc trước còn đi làm hồ đồ đỡ được, còn giờ bị cột sống rồi nghỉ luôn rồi. Giờ nằm đó. Dạ. Bởi vậy nó nhiều khi nó buồn, nó khóc, nó nói cái giường, cái nhà con lớn mà hai mẹ con nằm. Dạ. Đây là hai đứa bé con của anh Duyên nè. Hồi đó mẹ nó bệnh rồi á, là sanh chú dòm nè con, dòm chú nè. Rồi mổ non luôn. Nè chú chào con nè. Dạ. Đây hai đứa này, bà lớn này cũng 3-4 tuổi gì rồi. 4 tuổi à. Rồi con. Hồi mẹ nó bệnh mổ ra như mới có mấy tháng. Có 3 ngày rồi mẹ nó chết. Đây nè. Nó con ăn gì đó? Ăn bánh hả? Đi học mới gì à? Dạ. Này lớn rồi. Nó hồi đó sanh ra lại hấp. Ở trong kêu bằng hấp chứ gì hả chị? Dạ. Dạ hấp tao lòng kính đó, tại sanh thiếu tháng mà. Nè con. Con bé gái là tên gì con quên rồi gì hay? Nói đi con. Bảo Ân. Nói đi, nói cho Bảo. Dạ Bảo. Và nhờ có người cô ở kế bên đây giữ chứ không có gì hai với anh Duyên cũng đắm đuối à. Chắc còn nước gửi lòng này gửi kia ai đâu giữ. Dạ. Hai ngày nãy. Dạ đúng rồi, nay con thấy gì hai chống gậy rồi thấy. Tiêu rồi con. Dạ. Hôm đó cũng chống gậy mà còn thí dụ 10 còn được đãi. Nay mười con thằng. Dạ. Mới tỉnh hôm qua nay. Bị mê vậy mấy bữa vậy? Bị mê nằm. Trời ơi cái ngày đầu kể tiêu rồi tỉnh lại nằm mấy bữa gài ở trong phòng kính nữa. Nằm mê vậy không được. Dạ. Rồi nó kêu vậy gác ăn miếng cơm miếng cháo này kia rồi hai bữa gài uống thuốc uống men. Họ không có chích, họ không có vô nước biển, họ nó yếu quá. Để quan cảnh tỉnh hả. Rồi hai bữa gà dẫn uống thuốc vô. Dạ. Thấy nó cũng chống gậy ra vô đi tiểu đi tiêu chứ giờ làm sao giờ. Dạ. Dạ thôi dì hai nghỉ đi con về. Dì dạ. Hai cảm ơn. Dạ. Trước thì Vũ. Sau này gia đình tất cả chị em cô bác ở nước ngoài chứ giờ nói tên gì hai cũng dạ dạ nhớ. Dạ rồi được rồi dì hai rồi con về em về chị ơi rồi giờ chú vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm nhà chú Bích Tô. Thì chú thím ở đây hồi trước thì thím bệnh nặng mất rồi còn chú bị tai biến nằm chỗ. Chú khỏe không chú? Khỏe. Dạ chú bị tai biến thì giờ chú bị liệt hết một bên tay với chân. Còn có ông bên nè. Ông bên vậy múc cơm ăn được không chú? Được. Múc cơm ăn được hả? Được. Dạ. Rồi con gửi tặng chú một phần gạo ha. Dạ. Phần gạo này của gia đình cô Kim Chi ở bên nước Ý gửi tặng. Rồi giờ buổi chiều hôm nay Vũ vô tới nhà của chú Victor là Vũ đã phát hết 100 phần
gạo của gia đình của cô Kim Chi ở bên nước Ý. Thì Vũ nó là thay mặt hết tất cả bà con mà nhận 100 phần quà này, cảm ơn cô Kim Chi rất là nhiều, chúc cô và gia đình được mạnh khỏe. Dạ, Vũ cũng xin phép là kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vũ xin chào và tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Vũ hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.